Đi bộ từ lúc 4 giờ sáng đến bây giờ thì đây La Bàn đây, cập nhật vị trí rất đàng hoàng, kinh độ vĩ độ. Như đây là thôn Nà Nội, xã Yên Hoa của huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang, cách Hà Nội khoảng độ tầm 500 km, đường đèo dốc. Chúng tôi đi từ 4 giờ sáng và bây giờ là 6 giờ 15 phút có mặt ở đây. Đây chỉ là phần ngọn người ta để lại của một cây nghiến khổng lồ đã bị chặt cách đây hơn một tháng. Cái gốc cây khổng lồ chắc là cũng không thể ghép hình được ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ chụp những bức ảnh rất là kinh khủng. Và những gì người ta mang đi thì chắc chắn là sẽ là phần gỗ tốt nhất rồi. Hiện trường mênh mông. Cháu có thể quay vào đây cho chú. Hiện trường mênh mông ở đây là những cái lóng gỗ còn sót lại. Đây những cái cây gỗ, những cái khúc gỗ còn sót lại. Và đây là một cái thứ mà người ta có thể gọi là thớt nghiến, một cái thớt khổng lồ. Mà chắc chắn thì tôi cũng không bao giờ có thể đủ sức mà vần được nó. Thử xem. Đấy, một cái thớt nghiến. Với cái tình trạng phá rừng này thì những báu vật thiên nhiên của Việt Nam chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Và sự thật là chúng tôi đi trong cánh rừng này thì rất hiếm gặp được những cây nghiến to như thế này. Rất buồn là đi mấy tiếng đồng hồ thì gặp cây nghiến to nhất, nhưng mà lại dạng bị chặt. Còn lại là rừng trơ và những cái cây tạp. Còn những cây nghiến còn lại hầu hết là những cây bé. Cây to chắc là bị chặt từ lâu rồi. Và đây là một cái cây được coi là mới nhất. Trong một cái đợt khảo sát rất là ngắn vừa hiện nay thì chúng tôi đã ghi nhận ít nhất khoảng độ 4-5 cây nghiến bị chặt. Có những cây chặt còn mới hơn thế này, tức là đây cách đây khoảng độ hơn một tháng. Có những cây chúng tôi đến thì mới ngày hôm kia, tức là hôm nay là ngày 30. Hôm nay là 30 tháng 8 thì là ngày 28 tháng 8 là kiểm lâm địa phương đã viết vào khung gỗ và nói rằng họ đã kiểm tra, vậy là vừa mới kiểm tra xong. Những câu chuyện hết sức là thời sự và nguy hiểm. Cây này còn chưa ghi ngày. Đó đo chú xem là cái từ tay tay cho vào là bao nhiêu gang tay đường kính. Ok. 1, 2, 3, 4 này, 5 này, 5 rưỡi. 5 nắp giữa mỗi cái là 20 cm thì khoảng độ 1m1. 1m1 là cái phần ngọn của cái cây này. Còn đây là phần thân gần gốc của nó hơn. Và đi tiếp trên con đường ngổn ngang gỗ này. Trên này là gốc của cây. Chưa biết là ở đâu, phải đi tìm tiếp. Vì cây rất là dài. Đây là một cây gỗ rất là to, cây nghiến. Mặc dù nó bị chặt xuống khá là lâu, nhưng rất gần đây thì các đối tượng mới bắt đầu xẻ ra để lấy gỗ về. Có thể là các thanh gỗ hoặc là có thể là các cái thớt nghiến. Đây là một thủ đoạn. Họ ngả gỗ trong rừng, sau đó lâu lâu sau cây lên rêu mốc, họ bắt đầu họ cắt. Và gỗ vẫn hoàn toàn nguyên chất lượng, nhưng mà cái tính chất phá rừng nó khác. Thậm chí họ có thể mang danh nghĩa là tận dụng những cây mục, cây gỗ, cây mục, cây ngã đổ từ thiên nhiên. Điều này rất là nguy hiểm. Dù thế nào thì cây nghiến này vẫn bị tận diệt và cũng bị mang ra khỏi rừng một cách thành công bởi các đối tượng xấu. Anh nói linh đến một câu chuyện là sao? Ngổn ngang. Này nằm chỗ này đúng là bé tẹo hay gì đó. Đâu? Rồi. Công đến gần đến ngọn chưa xem nào? À cái thân, đây là cái thân à? Đây là cái thân.
Đừng, đừng quay mông lại chú. Đó. Lại quay mông một chú rồi thằng kia. Lùi lùi tới phía sau để chú nhìn thấy cái ngọn nó to, cái thân nó to. Rồi, ok, đấy là phần cao của nó. Rồi, xong. Gốc nó đâu? Gốc nó phía sau này, phía bên tay phải của anh. Không, đây là ngọn. Gốc của thằng này cơ. Rễ của nó này. Gốc của nó này. Thân của nó này. Cụ nghiến nhưng không phải là ngai nghiến. Kìa, chỗ người ta cắt kìa. Cái gỗ này rất to, nhưng mà từ từ để cho anh đi nhờ cái. Cái này rất to nhưng mà bọn nó chưa dám lấy vì nó chặt ra để một thời gian xong nó mới lấy. Nó vừa chặt thôi. Kinh khủng. Đi rừng kinh khủng. Cây nghiến mà bên bảo tồn nó chặt đấy họ phái. Đường vào. Đường vào. Đi qua những vách đá. Bò không có đường để đi. Thế mà người ta vào đây người ta chặt rừng được. Rẽ trái, rẽ phải. Rẽ trái đúng không? À. Phải à? Phải là về được con đường cũ à? À, ok. Có đường nào về gần hơn không?